Hôm nay Điện Giấy Máy Ăn Ra tiếp tục lên video này, giới thiệu cho các bác một con một lô máy hút ẩm Mission Void 20 lít điện 2.2 mọi người nhé. Hàng siêu 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 VIP mọi người ạ. Những con máy này thì vào vụ ấy, thì nói thật với các bác luôn là rất là nhiều người săn đón mà không có hàng. Thì năm nay em cũng đã chủ động ôm được rất là nhiều máy, nhưng mà đây là Mission Void 20 lít thì em cũng đã chủ động ôm được rất là nhiều. Thì đây hôm nay em về một cái lô là 7 con mọi người nhé. Hàng thì em bóc một con thôi, tất cả những con hàng này đều là những con bên em lựa rất rất kỹ rồi. Đấy, rất rất kỹ rồi và máy siêu đẹp. Các thứ máy móc nguyên zin siêu đẹp luôn mọi người ạ. Thì đây là cái lô hàng 7 con, thì em bóc một con ra thôi. Còn những con khác thì nó đẹp như này luôn mọi người ạ. Đấy, thì con này thì những con Mission Void thì rất là hiếm và rất là VIP, rất là nhiều người thích. Thì bác nào mà có nhu cầu về con máy hút ẩm Mission Void 20 lít này, điện 220 thì liên hệ bên em nhé. Đấy, máy bên em rất, máy toàn hàng lựa, hàng đẹp, mọi người ngon mọi người ạ. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video.